Chiều ngày 16 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 13. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo dự thảo về việc sửa đổi bổ sung quy định số 932 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm minh, bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc quy định của Đảng, kỷ luật quân đội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 14 trường hợp, khai trừ khỏi Đảng và giáng cấp bậc quân hàm đối với 2 trường hợp. Phát biểu kết luận kỳ họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý về nội dung sửa đổi bổ sung quy định số 932 của Quân ủy Trung ương, rà soát hoàn chỉnh dự thảo tờ trình và các văn bản liên quan, bảo đảm ngắn gọn chặt chẽ đúng quy định, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định. Đại tướng Lương Cường cũng yêu cầu thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong quân đội.